Діана, привіт. У нас зараз теж зима. Вон, сніжок невеличкий. Як твої справи? Я тебе люблю. Ми тебе теж, правда? Да. Diana, 7 tuổi, và mẹ Ola Perepalesia đang xem đoạn video mà bố của Diana gửi từ Ukraine, nơi anh đang chiến đấu để bảo vệ đất nước trước quân Nga xâm lược. Họ không biết khi nào người chồng và cha mình, Vyacheslav Perepalesia, sẽ trả lời tin nhắn. Mở mắt ra là tôi nhắn tin cho anh ấy, xem tình hình thế nào, anh ấy đang ở đâu, có đủ ấm không, quần áo có khô không, và anh ấy sẽ nhắn lại khi tiện. Olha và Diana rời Kiev, Ukraine, ngay sau khi Nga xâm chiếm Ukraine và trốn sang Mỹ thông qua chương trình liên bang đoàn kết vì Ukraine. Olha nhớ lại lần cuối cùng cô gặp mặt chồng mình. Tôi gặp anh ấy lần cuối vào ngày 6 tháng 3 năm 2022. Chúng tôi tạm biệt nhau tại một nhà ga xe lửa. Cô cho biết họ đã kết hôn được 14 năm và chưa bao giờ xa nhau lâu đến thế. Tôi rất nhớ anh ấy. Lúc ngủ tôi cũng chỉ nghĩ về anh ấy, về gia đình mình. Tôi rất muốn quay trở lại Ukraine. Vyacheslav Perepalesia cho biết gia đình luôn ở trong tâm trí anh. Nó giống như một tab mà bạn bật trên máy tính. Bạn có thể không nhìn thấy, nhưng bạn luôn biết nó đang ở đấy. Tôi biết rằng cả nhà đang chịu cảnh ly biệt, nhưng vợ con tôi được an toàn. Ola cho biết, dù ở xa và không biết tương lai, nhưng họ vẫn tin tưởng lẫn nhau, yêu thương gia đình và chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Anh ấy đã làm những chiếc vòng cổ hình trái tim nhỏ này cho tôi và Diana, để chúng tôi có thể đeo chúng và nghĩ về anh ấy. Anh ấy cũng có một trong những thứ này. Olena Perepalesia, người gốc Kharkiv, người không có liên quan gì tới gia đình Ola, hiện đang sống ở Bỉ. Cô đã gặp chồng mình hai lần ở Ukraine kể từ khi chiến tranh nổ ra. Olena nói rằng anh ấy đang chiến đấu ở Ukraine và cuộc chiến đang gây ra cho họ nhiều tổn thương. Có cảm giác như anh ấy là người chồng yêu quý của tôi, nhưng đồng thời cũng là một người xa lạ. Olena nói cô tìm được niềm an ủi trong những hoạt động tình nguyện. Chúng tôi làm mũ. Vào mùa hè, chúng tôi làm áo phông. Chồng tôi nói rằng khi anh ấy nhận được 50 bộ quần áo mùa đông đầu tiên từ tôi và tặng chúng cho các đồng đội, anh ấy sẽ nhìn thấy những chiếc mũ màu xanh lá cây giống nhau xung quanh mình và cảm thấy được bao bọc bởi tình yêu của tôi. Các nhà tâm lý học làm việc với các gia đình Ukraine cho biết các thành viên trong gia đình trải qua những trải nghiệm rất khác nhau trong thời chiến, đặc biệt nếu họ sống ở các quốc gia khác nhau. Và nhiều thách thức hơn đang chờ đợi, ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc. Sau khi đã quen nhau sau một thời gian tạm nghỉ, họ sẽ lại phải chia tay nhau. Và việc làm quen với việc có người khác ở quanh mình, sau đó có thể còn khó khăn hơn nữa. Các chuyên gia cho rằng mỗi gia đình đều mang tính cá biệt và thật khó để biết mối quan hệ nào có thể chịu đựng được sự xa cách lâu dài và mối quan hệ nào thì không.